Thiếu úy Madison Marsh, 22 tuổi, vượt qua 50 thí sinh giành ngôi cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ hôm 15 tháng 1 ở Florida. Lực lượng không quân Mỹ đăng ảnh của Marsh trên trang X. Chúc mừng phi công của chúng ta, Thiếu úy Madison Marsh, Hoa hậu của bang Colorado, đăng quang Miss America. Marsh là quân nhân tại ngũ đầu tiên giành được danh hiệu. Theo The People, phần tài năng, do không giỏi hát và múa nên cô đã chọn diễn hài độc thoại, nói về việc lấy bằng lái máy bay ở tuổi 16. Ở vòng thuyết trình, các thí sinh nói về ước mơ và mục tiêu của mình với tư cách là Hoa hậu Mỹ. Marsh đã ghi điểm khi dẫn dắt từ câu chuyện của mẹ cô, người mắc bệnh ung thư tụy. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp gửi tới thông điệp, bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì, bầu trời không phải là giới hạn và người duy nhất có thể ngăn cản bạn là chính bạn. Trước khi tham gia Miss America, cô cho biết muốn có những trải nghiệm mới ở cả trong và ngoài quân đội. Madison Marsh hứng thú với các bộ môn khoa học từ nhỏ, mong muốn trở thành một phi công. Bố mẹ cô ủng hộ con gái để cô thiếu nhiều lớp đào tạo ngắn hạn. Vào năm 16 tuổi, cô có bằng điều khiển các loại máy bay cỡ nhỏ. Marsh hiện theo học thạc sĩ ngành chính sách công của trường chính phủ John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard thông qua chương trình liên kết với Đại học Hàng không. Miss America được tổ chức tại Mỹ từ năm 1921 với đại diện các tiểu bang trên khắp cả nước. Phần thưởng cho người thắng cuộc là một học bổng có giá trị lớn tại bất kỳ đại học nào.